Xin chào tất cả mọi người, thì tiếp tục với video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người thực hành về bài tập số 5 này. Thì ở đây mình đã vẽ mô hình này lên trước. Thì ở những cái video số 25 thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để chọn các cái mặt phẳng để phát thảo trên cái mô hình. Thì bây giờ mình không có đề cập đến cái vấn đề chọn mặt phẳng nữa. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cụ thể cách xây dựng cái bài tập này lên luôn nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào phát thảo một bản vẽ mới này. Chúng ta sẽ chọn số file new Drupal pack. Chúng ta sẽ mua vào môi trường pack. Thì đối với cái mô hình này, chúng ta sẽ là phân tích cái mô hình một chút. Mô hình này thì bây giờ nếu như chúng ta chọn cái mặt phẳng đó là mặt right để vẽ cái thành này, đúng không ạ? Vẽ cái thành này qua này, vẽ thành qua đây thì chúng ta lại phải đi cộng trừ ấy, những cái kích thước ở phần bề ngang này nó sẽ không có, mà chúng ta phải đi cộng trừ lại, đúng không ạ? Nó phải đi cộng trừ lại đó. Thì ở đây thì em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách chúng ta chọn từ mặt top lên ha. Chúng ta bây giờ chúng ta sẽ phát thảo từ mặt top lên, đó là chúng ta sẽ vẽ hai cái khối tròn này, khối tròn ở dưới và khối tròn ở trên trước đó. Sau đó chúng ta sẽ vẽ cái biên dạng cái hai bên đó. Và lưu ý giùm em một điều, đó là vẽ các cái feature này làm sao để cho nó nằm ở chính giữa cái mặt phẳng của cái góc tọa độ trong môi trường pack nhé. Ở đây thì chúng ta có thể tận dụng là mirror qua này. Đấy, những cái phần nào mà đối xứng thì chúng ta mirror qua, hoặc là chúng ta sẽ tạo những mặt phẳng nó đối xứng hơn. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ vào thực hành vẽ bài nhé. Đầu tiên em sẽ phát thảo trên mặt top, phát thảo trên mặt top new sketch. Dạ, đây thì em sẽ vẽ vòng tròn ở dưới có phi là 70, vòng tròn là phi 70 ha, vòng tròn phi dưới 70 và vòng tròn ở trên, cái khối vòng tròn ở trên đó là phi 50. Thì tùy mọi người nhé, mọi người có thể là vẽ theo hai bước chia ra ở đây, ví dụ ở đây là 70 đúng không ạ, vòng tròn dưới và cái khối trên là phi 50. Đây mọi người có thể chia ra hai bước đó. Một là mọi người vẽ cái phi 70 xong mọi người chút lên với độ dày là 15, và hoặc là các mọi người có thể là vẽ luôn hai vòng tròn ít chút xong cái phi trường 15, cái đường kính 15, độ dày 15 này, sau đó chúng ta sẽ ít chút lên cái độ dày cao trên này. Dạ rồi, ok, bài này em sẽ vẽ hai cái vòng tròn thôi nhé, để cho mọi người biết thêm được một cái cách đó, chúng ta có thể vẽ hai vòng tròn và cách lựa chọn các cái mặt phẳng để ít chút như thế nào. Dạ rồi, ở đây chúng ta sẽ thoát phi, chúng ta sẽ vào collect box ít chút này. Đó, thì đối với cái biên dạng này chúng ta muốn ít chút cái biên ở dưới lên, đúng không ạ? Ở dưới lên là 15, ta sẽ nhập con số ở đây là 15. Đó, một là chúng ta sẽ sổ cái này ra mà chọn lại cả trong cả ngoài luôn, hai là chúng ta có thể ít chút ngoài cũng được. Đó, thì tùy mọi người nhé, ít chút cả hai phần này đều được. Ok, sẽ là cái phần ở dưới đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta ít chút thêm cái phần phi 50, phi 50. Nhưng mà đây chúng ta không cần phải vẽ lại cái sketch nữa, vẽ cái biên dạng sketch phi 50 ở đây nữa, mà chúng ta chỉ cần sổ cái sketch này ra ha, mình soi sâu cho sáng cái sketch này lên là được, tích vào cho nó sáng lên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào thẻ feature này, chúng ta chọn vào câu lệnh bot ít chút. Rồi ở đây thì các anh chị lựa chọn giúp em xuống cái phần select control ha, bởi vì trong cái biên dạng lúc đầu chúng ta vẽ thì nó có hai cái vùng đó, cho nên ở đây chúng ta cần phải lựa chọn lại cái biên dạng phần ít chút lên. Đấy, anh chị dê chuột vào, chọn select control ha, dê chuột vào vùng phía trong, sau đó chúng ta sẽ nhập cái kích thước chiều cao lên cho nó. Rồi quay trở lại với cái mô hình, cái đề bài bên này, chúng ta sẽ tính cái chiều cao của cái khối này lên trên cùng là được bao nhiêu nhé. Đây chúng ta sẽ có chiều cao lên tới khúc này là 40, 40 là tới cái vị trí này. Dạ, mọi người cộng thêm ở đây là 23 này, cộng thêm ở đây 23, và chiều cao từ phần này lên là 17, có nghĩa là 23 cộng 17 40 cộng 40 là sẽ là 80 đúng không ạ? Rồi mọi người chú ý khi mà chúng ta xây dựng cái mô hình này, mọi người chú ý cái bài tập này cho em, đó là cái kích thước 43 này, 23, 17. Anh chị nhìn thấy ở đây thì nhiều người thấy, nhiều người đọc bản vẽ là sẽ là thành 43, cái chiều cao ở đoạn này nhá sẽ là thành 43 cộng 23 cộng 17, đó là sai nhá. Cái kích thước 23 này nó thể biểu hiện từ cái đoạn thẳng này, cái đoạn này đến đoạn này, từ vị trí này đến đây ha. Còn 43 là nó thể hiện cái dạng này, cái dạng này
Ừ, vị trí này lên tên, lên trên này luôn, đó là cái dạnh của nó ha, không có liên quan. Cái 43 với cái 23 nó sẽ gộp chung trong một phần nhá. Ha, mình nhìn kỹ ở cái khúc bảo vệ này nhá. Giờ ở đây mình sẽ có cái chiều cao là 80, mình sẽ nhập 80 đi. Dạ, 80, ok. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ cắt bỏ cái phần ở trên đi. Vác cái phần vác mép này, chúng ta sẽ cắt bỏ đi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ phác thảo trên cái mặt phẳng ở trên này. Phác thảo new sketch trên mặt phẳng trên này. Đó, thì mọi người để vẽ được cái hướng, vẽ được cái mặt cắt này. Sau khi mà chúng ta bấm Ctrl 7 thì nó về đúng cái hướng này. Đúng cái hướng mà chúng ta nhìn từ right qua. Nó có cái biên dạng bề cong này, chứ không phải là cái biên dạng phẳng này ha. Đó, thì chúng ta quay về cái biên dạng này nhìn cho dễ. Giờ ở đây chúng ta sẽ vẽ một cái đường trục trước nhé. Đây em sẽ vẽ một cái đường trục trước. Đây ạ. Trục trước. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ hai phần tròn bên này. Chúng ta sẽ cắt bỏ đi ha. Ở đây thì em cần là có một cái đường, hai cái đường bên này đúng không ạ? Rồi ở đây em sẽ, thay vì em phải vẽ lại, em sẽ lại tổng câu lệnh là offset luôn. Offset ở đây thì chúng ta tích vào cái biểu tượng là option này. Thì nó sẽ cho phép chúng ta sẽ là offset theo hai chiều luôn. Đó, offset theo hai chiều ha. Đây offset chúng ta sẽ nhập vào cái chiều rộng của offset. Đó là tổng 22 thì chúng ta chia đôi ra còn 11. Ok. Rồi, đối với cái biên dạng tròn này thì chúng ta không cần phải vẽ lại một cái hình tròn nữa, chúng ta chọn convert luôn ha. Chúng ta tích vào cái đường tròn này cho sáng lên, sau chúng ta sẽ chọn convert thì nó sẽ lấy lại cái biên dạng này nhá. Các bạn xem lại cái câu lệnh convert ha, nên là hướng dẫn ở những bài trước không. Rồi bây giờ việc còn lại mình sẽ trim bỏ đi những cái phần mà không có liên quan ha, trim bỏ đi. Rồi, cái khúc này thì mình sẽ là đưa về nó thành được con chữ thần nhá, được tham khảo ha. Rồi tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ thực hiện câu lệnh là body chốt cắt xuống một khoảng ha. Đó, thì bây giờ chúng ta xem cái chiều sâu cắt từ trên này xuống với cái mặt này là bằng bao nhiêu. Nó sẽ lấy là 17 này cộng cho 23, đó là từ mép này lên 23 cộng 17 là 40. Chiều sâu ở đây là 40. Ok chưa? Sâu 40. Rồi, chúng ta đã phác thảo được xong cái phần hai cái khối trụ và cái vắt mép này. Tiếp theo chúng ta sẽ xây dựng cái hai cái thành này, hai bên này, ha. Xây dựng hai cái thành hai bên này. Rồi ở đây chúng ta sẽ bắt đầu phác thảo trên mặt right. Chúng ta nhìn bên này là hướng mặt right ha. Rồi, click chuột phải vô, chúng ta sẽ chọn là New Sketch. Ở đây chúng ta sẽ phải phác thảo cái biên dạng của cái hình này. Phần bên này nó sẽ đối xứng với bên này. Thì chúng ta chỉ cần vẽ một nửa thôi. Đó, chúng ta chỉ cần vẽ một nửa thôi. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh Mirror Entity ha. Nó sẽ qua đây. Ok, mình sẽ thực hiện câu lệnh là dùng câu lệnh Line này. Kéo ra đây một khoảng ha. Kéo từ trong này, từ tâm ra, ra đây một khoảng này. Mình lên một khoảng là 10 này, mình lấy vị trí bất kỳ ha. Rồi ở đây mình sẽ lên tới cái vị trí trên này. Rồi ở đây mình sẽ đi vào tâm ha, vào tâm cái đường gióng này. Mình đi xuống, mình vẽ một nửa thôi nhá, không cần phải vẽ hết đâu. Rồi tại cái vị trí này ha, mình đi lên cái cạnh nghiêng này và nó sẽ nằm trùng với cái mặt bề mặt chúng ta vừa cắt đây đúng không? Rồi chúng ta sẽ cho cái cạnh này giữ gần chôn chọn với cái cạnh này và cho nó là trùng nhau. Ok chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy kích thước cho cái thành này. Ở đây là bề rộng sẽ là 100. Ta sẽ chọn vào cái cạnh này. Và cái ở đây chúng ta sẽ chọn vào cái trục để lấy được cái kích thước tổng là 100 luôn. Hoặc là chúng ta đưa vào đây là 50 ha. Thì mất công chúng ta phải cộng trừ. Cho nên chúng ta sẽ đi qua bên này luôn. Sẽ là nhập số 100 vào đây. Ok. Rồi cái phần chiều rộng ở trên này đây có phần là 26. Tức là 26 chúng ta chọn điểm này. Cái cạnh này 26 này. Ok. Và cái chiều cao tổng của cái đoạn này nó là 40, chúng ta cho trùng vào đây rồi đúng không ạ? Rồi, tại cái vị trí này nếu như các anh chị mà đang còn thấy xanh đúng không? Đang thấy xanh như những bài trước em đã hướng dẫn rồi. Thấy xanh thì mình cứ nắm đấy, một trong hai cái đỉnh này, một trong hai cái đỉnh này và đỉnh này. Chưa? Chúng ta sẽ nắm kéo xem thử nó còn khả năng di chuyển như thế nào thì chúng ta sẽ là tạo những cái ràng buộc, những cái relation cho hết cho nó fully defined ha, cho nó đẹp. Ở đây thì mình đang thiếu cái kích thước là 10 này. 10 anh chị nhập vô. Rồi mình sẽ là chọn hết cái đối tượng này, xong mình sẽ thực hiện câu lệnh là mirror ha. Ở đây thì mình sẽ chọn cần chọn A luôn cho nhanh, biên dạng này mình chọn cần chọn A luôn, xong mình sẽ thực hiện vào câu lệnh mirror. Ok, mình đã có cái biên dạng này rồi.
Việc còn lại bây giờ mình sẽ ít chút nha ha. Việc còn lại mình sẽ ít chút nha. Đây mình sẽ thực hiện câu lệnh bot ít chút. Mình sẽ chọn là mid lane. Cái chiều dài của cái thanh này là 34 ha. Chúng ta sẽ nhập 34 vào đây. 34. Rồi, như vậy chúng ta đã có cái hình dạng này, hình dạng của cái khối này ha. Bây giờ chúng ta chỉ cần là cắt cái dãy này thôi. Các cái dãy này thì chúng ta chỉ cần, một là chúng ta sẽ có phát thảo trên mặt này, hai là có thể phát thảo trên mặt này. Còn mặt này mặt cong chúng ta vẫn phát thảo được, và chúng ta sẽ chọn cái đường dẫn kia ha. Thì để đơn giản hơn, em sẽ phát thảo trên bề mặt này. Giờ em sẽ vẽ một cái hình chữ nhật ra đúng không ạ? Vẽ một cái hình chữ nhật này. Kích thước ràng buộc ở đây là cao trên cái thành trên xuống dưới cái mép dãy này là 17. Chiều cao tổng của nó là, chiều cao tổng của cái dãy là từ cái vị trí này xuống dưới là 43 ha, 43. 43. Rồi ở đây chúng ta sẽ cho cái dãy này sẽ nằm chính giữa so với cái góc tọa độ nhé. Mình chọn vào cái trung điểm của cái cạnh này, ta sẽ chọn vào cái góc tọa độ, chúng ta sẽ cho nó là vertical đứng thẳng đứng đúng không? Ở đây mình sẽ cho cái chiều rộng của nó là 18. Rồi ở đây mình sẽ thực hiện câu lệnh body là ít chút cắt. Đây các bạn chọn là thua cho mình nhé, thua. Ok. Như vậy thì chúng ta đã vẽ được xong cái bài tập số 5 này rồi nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ép thêm cho nó một chút vật liệu cho nó có màu, cho nó đẹp ha. Đấy. Rồi, như vậy em đã hướng dẫn xong cho mọi người cái cách để chúng ta xây dựng các cái mô hình, các cái bài tập ở đây ha. Ok, cảm ơn tất cả các anh chị đã xem video. Chúc các anh chị có một ngày mới làm việc thật vui vẻ, tràn đầy năng lượng và thành công. Nếu các anh chị thấy hay thì hãy subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng học hỏi nhé. Cảm ơn tất cả các anh chị.